Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Như tiêu đề thì đến hẹn lại lên vào tầm khoảng tầm giữa tháng 5 hàng năm thì mình luôn luôn lên cho các bạn nam và các bạn nữ cái lít nước hoa mùa hè. Và số đầu tiên sẽ là lít nước hoa mùa hè cho nam ở phân khúc giá rẻ dưới 3 củ khoai. Đặc biệt là năm nay thì là một năm kinh tế khá ảm đạm. Mình thấy rằng nhiều người còn gặp khó khăn trong cái vấn đề tài chính lẫn công việc. Thế nên những lựa chọn ở đây đều là những lựa chọn loanh quanh khoảng tầm một củ khoai, khá là dễ tiếp cận. Có hai chai thì sẽ là kiểu trên hai củ một xíu thôi. Và cái cuối cùng còn là một cái lựa chọn cực kỳ rẻ, tính ứng dụng thực tế cực kỳ cao. Và chúng ta hãy cùng nhau xem đó là những lựa chọn nào nhá. Đầu tiên thì mình xin nhắc lại là với những người mới xem kênh của mình, các bạn không nhất thiết là phải xem cái video năm 2024. Các bạn hoàn toàn có thể xem trong cái chuyên mục top nước hoa nam năm 2023-2022. Vì ở đó có những chai nước hoa nó đã trở thành trend, nhưng có những chai nước hoa ít người biết tới. Mình thì không có thói quen lại là nhắc lại những cái chai nước hoa đã làm rồi, mà mình luôn luôn hướng tới những lựa chọn mới để cho các bạn có nhiều lựa chọn hơn để có thể tham khảo. Nên là các bạn có thể hoàn toàn xem lại những cái list cũ hàng năm, và đấy đều là những cái list mà các bạn có thể đọc thêm những cái bình luận để có nhiều góc nhìn hơn. Đó, lựa chọn đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn ở trong cái video lần này đó là một sản phẩm của nhà Adolfo Dominguez. Con này là Vetiver Terra. Đây, em nó một trong mình sẽ zoom vào cái camera cho các bạn nhìn thấy. Màu xanh và nhìn cái chai nước hoa trông cũng khá là thú vị. Cái nắp này thì mình nghĩ là nắp giả gỗ thôi. Nói về cái nhà Adolfo này thì các bạn có thể thấy rằng là nó cũng đã xuất hiện ở trên thị trường đâu đó 1 đến 2 năm trước rồi. Và trên kệ nhà mình cũng khá là lâu, nhưng mà mình để dành nó cho năm nay để làm. Và em nó thì cái thương hiệu này nó không quá nổi. Kể cả cái thương hiệu, cái tập đoàn mà mua lại cái thương hiệu này là tập đoàn Puy. Các bạn ít biết, nhưng mà mình có thể nói một vài cái tên mà các bạn có thể hiểu biết ngay nhá. Trong Paul Gaultier, Carolina Herrera, hay là Baedo, hay là Chisholm Louboutin. Đấy đều là những cái thương hiệu mà tập đoàn Puy này sở hữu. Và Adolfo là trong những thương hiệu con của tập đoàn Puy. Nó cũng không phải là một cái thương hiệu mới nổi hay gì cả. Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng. Vetiver Terra sẽ là mùi hương trưởng thành nhất trong cái lít nước hoa mùa hè năm nay. Trầm tính, trưởng thành, độ tuổi tầm đâu đó 25 đổ ra, điềm đạm. Thì đây là mùi hương dành cho các bạn. Tôi cũng rất là khoái cái mùi hương này. Có một câu chuyện là ngày hôm trước tôi đi lấy bộ suit tôi may đo, thì có bạn nhân viên ở đấy, bạn ấy cũng có sử dụng mùi này. Nhưng mà bạn ấy bảo là ui em thích cái mùi này lắm, em có thấy trên kênh của anh nhìn đến mấy lần, nhưng mà mỗi tội là em xịt lên da em nó không được lưu lâu. Thì tí nữa tôi sẽ nói kỹ hơn về phần hiệu năng cho các bạn. Mùi hương này khi các bạn vừa mới xịt da thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi đất ẩm tơi xốp tối rất rõ rệt, chính xác là mùi đất ẩm. Nếu như bạn đã quen với Uncle Noir của nhà Lalique, bạn đã quen với những cái mùi kiểu Tempo của Diptyque thì khả năng bạn sẽ thích mùi hương này. Thậm chí rằng bạn thấy nó còn dễ ngửi hơn, nó còn kiểu dễ tiếp cận vì ở phần dry down mùi hương này có độ ngọt. Em này thì ngoài cái nét đất ra thì các bạn nhận thấy cái thêm cái độ chua nữa. Và phải nói thẳng luôn là nó không nịnh mũi những người trẻ. Thế nên là mình mới để nó vào list đầu tiên. Tất cả những lựa chọn sau nó sẽ trẻ dần hơn, nhưng mà riêng em này thì sẽ là một trong những lựa chọn rất trưởng thành về độ tuổi, xác định rất rõ rệt về gu thẩm mỹ, gu mùi hương được, chứ không phải là những cái mùi ngọt nịnh mũi hay là cam chanh đơn điệu. Vì mùa hè thì thường chúng ta sẽ chỉ dùng cam chanh thôi. Sau khoảng tầm 15 cho đến 20 phút dry down ở trên da thì các bạn sẽ thấy mùi hương nó chuyển biến, nó bớt cái nét chua và nó sẽ lên cái nét ngọt ấm hơn, nhưng vẫn sẽ là một cái hiệu ứng đất tơi xốp tối. Và con này thì nó sẽ lên nét ngọt, và nét ngọt đấy mix cùng một cái nét hơi kiểu chua 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 nhẹ nhẹ. Các bạn sẽ nghĩ tới sô-cô-la, nhưng mà không, đúng ra các bạn sẽ nên nghĩ tới cacao, tại vì cacao nó có một cái độ chua rõ hơn so với sô-cô-la. Và với mình thì mình thấy rằng là ở Vetiver Terra sẽ là một trong lựa chọn, mặc dù trầm tính đấy, mặc dù điềm đạm đấy, ít nói đấy, nhưng mà nó vẫn rất là hòa đồng và thân thiện, chứ nó không phải là kiểu chui một ngóc chơi một mình như là ông kiểu Uncle Noir của nhà Lalique. Vì thế thì mình nghĩ rằng là con này chắc là khá hợp sử dụng vào những ngày mưa. Các bạn có thể mặc một chiếc áo tối màu
sơ mi cộc tay hoặc là những cái chiếc áo phông tối màu và một chiếc quần short như mình đang mặc ở đây màu đen. Sau đó thì các bạn có thể chọn một cái quán cà phê theo cái hơi hướng kiểu cà phê nhạc trịnh kiểu các thứ, xong rồi ngồi ở ven cửa sổ trò chuyện với người bạn thân, thì đây là một cái mùi hương rất hợp cảnh như vậy. Và về cái phần hiệu năng thì mình nghĩ là con này trên da tôi là được khoảng tầm 4 đến 5 giờ, không phải thực sự quá tốt vì giá thành con này khá rẻ. Độ tỏa hương thì tầm nửa cánh tay. Đây là một độ tỏa hương mà mình nghĩ rằng cực kỳ phù hợp vào mùa hè nắng nóng. Tiếp theo ở vị trí số 2 là một lựa chọn cho một ngày nào đó các bạn nam muốn cho mình một cái mùi hương mang cái sắc thái của hoa. Các bạn chỉ đơn giản rằng là tôi muốn vứt đi cái sự quá là nam tính gai góc. Ngày hôm đó tôi muốn yêu kiều, tôi muốn nhẹ nhàng và tôi muốn mỉm cười với tất cả mọi thứ. Thì các bạn có thể thử Bamboo Black Pearl. Đây là một nhà nước hoa đến từ Trung Quốc. Vâng, nghe đến nước hoa Trung Quốc thì nhiều người có phần hơi e ngại. Nhưng mà thực sự thì nếu như các bạn nào kể cả đồ công nghệ hay là các bạn ô tô các thứ, hay kể cả thời trang, thì các bạn biết rồi, hàng nội địa Trung nó vẫn là một cái gì đấy rất khác bọt so với những cái mặt hàng xuất khẩu. Trước đây thì mình đã review một chai nước hoa, đó là chai mình nhớ không nhầm hình như là Đao Bao của Modern Badass, một trong những cái mùi trà và cũng nhận được những cái lời khen rất nhiều. Thì ở đây chúng ta có Black Pearl. Em nó, cái ca mày nó hơi xa một tí, nên tôi sẽ cho các bạn nhìn. Đó. Đây là một nhà nước hoa có tuổi đời đâu đó khoảng tầm gần chục năm rồi. Các bạn cũng có thể tìm thấy vài sáng tạo ở trên cái trang nước hoa thế giới, đó là Fragrantica. Nhưng mà Bamboo thì nằm trong bộ, theo như mình tìm hiểu, ở đây là bộ Tuế Hàn Tam Hữu. Và nó có ý nghĩa rằng là đây là ba người bạn cùng với nhau vào mùa đông, đó là tùng trúc mai, đều là những cái loại cây rất là xanh tươi, có sức sống rất là mãnh liệt vào những cái mùa đông khắc nghiệt. Và cái tên ở đây đó là Bamboo, là tre, đúng không? Nhưng mà có một cái điều, đó là khi mà các bạn xịt cái mùi hương này, các bạn sẽ thực sự không thấy tre như là ở trong chai nước hoa này review đâu, mà các bạn nhận thấy một cái mùi hoa rất là nồng nàn. Nó giống như kiểu là những cái buổi sáng sớm tầm 3-4 giờ các bạn lên chợ hoa Quảng Bá, và đó thì họ có những cái chậu từ những cái thùng sơn ấy, từ những cái thùng sơn cũ, sau đó họ rửa sạch đi, họ tận dụng, họ bày vào đấy những cái bông hoa, những cái bó hoa được cắm thẳng vào rất là nhiều loại. Và khi các bạn vụt mũi vào là các bạn sẽ ngửi thấy toàn bộ những cái bông hoa tươi được tưới nước, sau đó là những cái phần nhụy hoa to rất rõ rệt. Thì đây là một cái mùi chủ đạo là hoa. Cái nét xanh bamboo tre ở trong này nó chỉ làm cho cái mùi hương có một cái độ xanh tươi mạnh mẽ, đúng như kiểu là cái tên của trái nước hoa đặt, đó là tùng trúc mai, những cái loại cây có sức sống rất mãnh liệt. Thì cái nét xanh của tre ở trong chai bamboo này nó sẽ đẩy cho cái nét của hoa trở nên có một cái độ sáng rực rỡ nhất có thể. Và với mình ấy, thì lúc đầu mình xịt chai nước hoa này ra mình khá là bất ngờ, tại vì với một sản phẩm đến từ Trung Quốc mà lại giá lại còn rất rẻ thì thực sự là tôi không hy vọng quá nhiều. Bộ này nó có mấy con nữa cơ, có một cái mùi lúc đầu lên mùi trà kiểu sô-cô-la nóng rất ngon, nhưng mà dry down nó lại ra mùi bìa gắt tông vui vui như thế, thế là tôi mới chọn con này. Nhưng mà cái mùi hương này thì nó làm mình nghĩ tới đó là những cái ngày xưa khi mà mình đi FLC Quy Nhơn, thì nó có những cái resort, nó có những cái căn biệt thự ấy, mấy phòng ngủ ấy, thì ở dưới cái phần sân để các bạn bước ra những cái bờ cát, nó luôn luôn có một cây hoa đại cực kỳ to, và nó giống như kiểu cảm giác các bạn đứng ở dưới những cái cây hoa đại đấy, bóng mát, mùi hương của hoa rất nồng nàn cùng với cái sự tươi sáng rất là rực rỡ trong một cái buổi chiều hay là một buổi sáng đầy nắng. Thì con này là một trong những con như thế. Thực ra thì bamboo không phải là một cái mùi mà nghiêng nam như vậy mình nói, mà cả nữ đều có thể xịt được. Thậm chí rằng các bạn có thể mua này để xịt lên chăn ga gối đệm, hoặc là cho cả người yêu các bạn xịt chung. Chỉ đơn giản là như lúc ấy mình nói, đó là một ngày mà các bạn muốn trở nên yêu hoa, yêu đời, nhẹ nhàng, yêu kiều với tất cả mọi thứ, cái gì cũng được đến là tôi đón, vui vẻ, không phải suy nghĩ quá nhiều. Một ngày cuối tuần đi cắm trại hoặc là ngồi nhâm nhi cốc cà phê thảnh thơi, không phải suy nghĩ quá nhiều, một mùi rất là zen. Và con này thì
tỏa khá tốt ở trên da, tỏa tầm 2 tiếng đầu, tầm hơn nửa cánh tay. Và mùi hương này thì cũng chỉ lưu ở trên da mình đâu đó cũng khoảng tầm 4 tiếng thôi. Thế nên là với một cái mức giá thành rẻ thì các bạn có thể cải thiện nó bằng cái cách là các bạn xịt nhiều hơn. Còn về phong cách ăn mặc của nó thì mình nghĩ rằng là bạn nên mặc đồ đũi, cả cây đũi luôn, xong rồi đi đôi dép cói, đội một cái nón kiểu nón lá, nón tre các kiểu bla bla để có thể đi biển, đi nghỉ dưỡng. Đây là một cái mùi hương cực kỳ phù hợp vào cái thời điểm đó. Và con này thì tôi cũng đang đặt một chai full về để đợt tới nếu mà tôi có đi du lịch biển thì tôi sẽ mang đi, rất là phù hợp. Và một sản phẩm đến từ nhà Trung Quốc, Black Pearl Bamboo. Tranh thủ nhắc tới tre, mặc dù là không có tre một chút nào nếu như các bạn ngửi kỹ ở Black Pearl đúng không, nhưng mà mình sẽ mang tới cho các bạn một cái vai xanh như kiểu là các bạn đang đi đến một cái khu kiểu nghỉ dưỡng thiên nhiên, ao vua suối tiên, đó chính là Akatsuki của nhà Tada. Tada. Con này thì thực ra tôi đã có một cái video review cũng mới đây thôi. Tại vì thường tôi có một cái thói quen rằng tôi sẽ review những một vài chai lẻ tẻ trước, nếu như những chai nào tôi muốn đào sâu tôi sẽ gắn đường link ở đây để các bạn có thể dễ dàng xem lại cái chai về review về Akatsuki nhá. Em này thì đến nhà nước hoa Thái Lan, như mình đã nói, mùi hương của nó thì đúng thật là cái nét xanh rất rõ rệt. Thực ra thì với những người ngửi nước hoa lâu thì các bạn ngửi thấy con này khi dry down nó có cái nét xạ nhưng mà trên một cái nền xanh ngọt. Và với người mới thì chủ yếu là sẽ là một cái nét xanh ngọt thôi, các bạn sẽ không nhận thấy cái nét xạ trong ngày quá rõ. Nhưng mà đối với cá nhân mình thì đây là một trong những cái mùi xanh mà có cái hiệu năng cực kỳ tốt để các bạn có thể mặc được rất nhiều dịp, gần như là có wear được hàng ngày luôn. Và nhiệt độ nó sẽ cực kỳ đẹp, khoảng tầm 35 độ. Độ lưu hương của nó cũng rất ổn. Akatsuki thì là một trong những mùi mà tôi đã ngửi một phát mà tôi thích ngay. Và đây cũng là mùi mà ông Tada, ông ấy có qua Việt Nam và ông ấy chia sẻ rằng là nếu như để lựa chọn một mùi hương cho Việt Nam thì ông sẽ lựa chọn Akatsuki. Tại vì khí hậu bên này rất là mát mẻ, nó khác với khí hậu ở bên Thái Lan, Bangkok là gần như không có cây, toàn là kiểu đường sắt, đường tàu điện thôi, ít rất ít cây. Và để chọn mùi hương cho Việt Nam thì ông sẽ chọn Akatsuki là một cái mùi đại diện. Con này thì ngửi vòi thôi kiểu thích siêu sảng khoái luôn, khen hết lời rồi. Các bạn có thể chỉ cần xem lại cái video đó, một trong những mùi mình nghĩ là cũng sẽ trở thành quốc dân vào năm nay. Chỉ có một điều là hơi khó tìm mua ở thị trường Việt Nam, tại vì có mỗi Sensio là nơi phân phối mà chỉ có ở Hà Nội thôi. Bạn này thì cũng không bán chiết nữa nên là rất khó. Hy vọng là cũng sẽ mở tại thành phố Hồ Chí Minh để cho các bạn có thể lựa chọn thử em này. Mùi hương này thì tôi được khen rất nhiều mỗi khi tôi mặc. Akatsuki review hơi nhanh đúng không? Thực ra chai nước hoa này cũng là một chai review rất nhanh. Đây là một sản phẩm đến từ nhà Alexandria. Thực ra thì cái chai tôi muốn nói đó là chai Black Panther. Nhưng mà tại vì sau khi mà tôi review chai nước hoa đấy lên nền tảng TikTok ấy thì nó đã cháy hàng, cháy sạch. EAP còn tôi phải gửi lại chai EAP, cái chai nước hoa đó, tại vì nó là gần như là chai full. Và các bạn ấy cầm đi để các bạn bán, bây giờ không còn hàng để mua. Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái thời điểm mà video này lên sóng ấy thì chắc chắn là hàng đã về rồi. Hôm trước thì tôi khi mà tôi làm video tôi cũng đã lựa chọn rất kỹ và các bạn bảo là tầm giữa tháng 5 thì chai nước hoa Black Panther của Alexandria sẽ về. Và nhân vật trong ngày hôm nay, Black Panther, vâng, Black Panther nghe có vẻ kiểu rất là đội trưởng Mỹ đúng không? Marvel. Mùi hương này thì nó là một cái phiên bản clone của chai nước hoa Tiga của BVL, một trong những chai cũng khá là lạ ở trên thị trường Việt Nam. Chắc là trên nền tảng TikTok này có người review thôi, còn ở trên nền tảng YouTube này thì gần như là chỉ có reviewer thế giới thôi. Tôi cũng đã được ngửi Tiga một lần duy nhất hôm tôi qua bên cửa hàng của Ken Perfume. Và đối với cá nhân tôi, Tiga và Black Panther thực sự rất giống nhau. Chỉ là cái phần top note của Tiga nó có nét sweet juice tươi hơn. Nhưng mà nếu như các bạn là một người tìm cho mình một cái combo, đó chính là cam chanh cùng với gỗ, thì Black Panther là một trong lựa chọn cực kỳ tốt. Hiệu năng nữa, hiệu năng của em nó cũng rất ổn ở trên da mình. Black Panther khi mà các bạn xịt ấy,
các bạn sẽ không nhận thấy cái mùi kiểu cam quýt tươi hẳn, tươi giói như là những cái con như kiểu giò, những cái con như kiểu con Nio, những cái thứ của nhà Sơ Dốp, mà các bạn nhận thấy cái hơi hướng kiểu cam chanh theo hơi hướng tinh dầu khô nhiều hơn. Nó vẫn có ở trong đó một cái sự tươi, nhưng mà nó không được cái nét kiểu tươi mọng thuần kiểu như mấy cái nhà đến từ Ý Sơ Dốp nhá, mà nó sẽ được như kiểu là những cái tép nó đã để ở phần ngoại, để ở ngoài không khí lâu ấy, khi cắn vào nó có một cái độ khô mặc dù nó vẫn có nước ở trong. Và khi ở phần dry down ấy, thì cái chai nước hoa Alexandria Black Panther nó cũng tạo nên cho các bạn một cái cảm giác rất quen thuộc khi mà nó sử dụng thành phần chính, đó chính là Ambrosan. Các bạn cứ hình dung đó là TDMS bỏ cái nét tiêu đi, các bạn cứ hình dung Dior Sauvage mà các bạn bỏ đi cái nét tiêu nồng nàn ban đầu, hay là những cái chai như kiểu Jimmy Choo Iron Man, các bạn cũng xử lý nó nhẹ nhàng hơn, mượt mà hơn, thì nó sẽ ra Black Panther của Alexandria. Đó, nên là với những cái chai mà đũa hoa lúc nãy mình vừa kể, thì nếu như bạn thích, khả năng bạn sẽ thích Black Panther. Con này thì nó thật là trông có quá nhiều điều để nói. Các bạn quần Âu, sơ mi, polo có cổ, đi làm môi trường văn phòng cần một cái mùi vẫn giữ được cái sự tươi mát mùa hè, hiệu năng tốt, bay mùi gỗ, lịch sự, chỉn chu, không quá già, có sự trẻ trung trong đó, thì Black Panther làm được tất cả những cái điều đấy. Chai nước hoa đó là một chai nước hoa mà mình nghĩ là nó thừa sức để có thể thay thế YSL YDP, tại vì với mình YSL YDP nó bị ngọt hơn Black Panther khá nhiều. Còn Black Panther được cái hiệu năng rất ổn, trung bình khoảng tầm 6 đến 7 giờ trên da, và nó tỏa bền bỉ nửa cánh tay trong khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ liền. Thế là các bạn yên tâm có thể sử dụng. Nhà Alex thì cũng không có quá nhiều điều để nói từ câu chuyện hay là cảm hứng gì cả, chỉ đơn giản họ là một nhà nước hoa clone. Và với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là nếu như lựa chọn nó là clone của Tiga thì cũng hoàn toàn có thể, vì mới có một chai nước hoa đắt, nhưng mà Tiga thì chắc chắn là các bạn cũng chưa được biết tới quá nhiều. Nên là hãy cứ tiếp cận nó trên góc độ là một chai nước hoa mới, thì mình đảm bảo là các bạn sẽ hài lòng với Black Panther của Alexandria. Thế thôi, rất dễ dùng, rất phù hợp môi trường văn phòng mùa hè ở Việt Nam. Lựa chọn cuối cùng mang tính ứng dụng thực tế cực kỳ cao. Theo tôi, từ những khi mà tôi bắt đầu dậy thì tôi biết chăm sóc sức khỏe bản thân, chăm sóc vẻ ngoài của bản thân, lăn khử mùi. Các bạn sẽ kiểu what? Tại sao Kiên lại review lăn khử mùi? Trời ơi, cái thứ mà tôi cũng có. Nào, nhìn xem thương hiệu này. Các ông nhìn xem. Tôi đảm bảo là có rất nhiều ông đang dùng cái thương hiệu này, đúng không? Old Spice. Và cái phiên bản tôi dùng nhiều nhất đó là Original. Tôi còn có Fresh, tôi còn có Sport nữa. Nhưng mà thực sự đây là cái phiên bản tôi dùng rất nhiều. Thường còn trước đây tôi còn kiểu tôi dùng hết xong rồi tôi cất vào ngăn tủ, tôi xếp hàng, nhưng bây giờ tôi phải bỏ bớt đi vì quá nhiều. Thực sự thì mặc dù tất cả những cái chai nước hoa mà tôi vừa mới nói nó có tính dụng xài mùa hè thật, nhưng nếu như bạn là một người thường xuyên phải đi ngoài trời, bạn ra ra và vào nóng lạnh liên tục, cứ ra một cái đổ mồ hôi vào một cái xong rồi các bạn lại khô, thì cái việc mà nước hoa trộn với mùi mồ hôi cơ thể của các bạn, mình nghĩ rằng nó không mang tới cái trải nghiệm quá tốt, không phải lúc nào cũng tốt. Chưa kể là những người thường xuyên phải di chuyển ngoài trời. Trước đây khi tôi làm công an thì tôi đi xuống, tôi làm địa bàn nhiệm vụ các kiểu, tôi cũng phải ngoài nắng suốt, mặc áo chống nắng xong rồi cởi ra nhễ nhại mồ hôi, nó là chuyện rất bình thường. Thế nên là với những ngày hè 40 độ, hoặc là với những bạn shipper, hay là những cái người mà các bạn vẫn còn đang thực hiện cái công việc ở ngoài trời, thì mình khuyên các bạn không cần mua nước hoa làm gì cả. Các bạn chỉ cần mua cái lăn khử mùi này thôi. Đấy, tôi nói thật, năm ngoái tôi có làm review lăn khử mùi của nhà Amat, thì với cá nhân tôi, đấy là một chai lăn khử mùi có mùi, tạo ra một mùi khác. Đó là mùi của chai Club de Nuit, có phần hơi giống Quýt Aventus, nó tỏa khá tốt. Thế nên là nó sẽ hơi lấn cấn trong cái việc là pha nhau với mùi nước hoa. Với mình thì mình nghĩ rằng là với cái bạn nào mà có cái nhu cầu là vẫn sử dụng lăn khử mùi hàng ngày nhá, dùng từ mùa đông cho đến mùa hè mà các bạn vẫn dùng nước hoa, thì
ngăn khử mùi Old Spice, phiên bản original này là lựa chọn tốt hơn. Tôi thì chưa được dùng những cái phiên bản có mùi, tại vì nhà này nói thật là khi mà tôi dùng cái phiên bản Sport ấy, nó không có khả năng ngăn mồ hôi tốt như cái phiên bản original này. Để ngoài cái việc là tôi dùng hàng ngày sau khi tắm xong, buổi tối là tôi dùng, xong rồi đến trưa ngày hôm sau tôi lại dùng lại nếu như tôi cảm thấy rằng là mùi cơ thể nó không ổn đó. Còn con này tôi cũng dùng đi thể thao rất nhiều. Ba bản Fresh, Sport, Original thì tôi vẫn trung thành với cái phiên bản Original thôi. Nên là nếu như bạn có nhu cầu sử dụng cả nước hoa nữa thi thoảng và bạn vẫn muốn sử dụng lăn khử mùi thì Original rất ổn. Con này thì những cái mà điểm cộng với em nó, thứ nhất đó chính là cái thiết kế của nó cũng rất là dễ dùng. Các bạn có thể xoay như này đó, để kéo cái phần lăn lên. Mặc dù cái lăn này khi các bạn nhìn ở trên cam nhá, các bạn nhìn thấy ở ngoài đời luôn, nó không phải là một cái loại lăn quá khô mà nó theo cái kiểu sáp hơi ướt một tí. Nhưng khi mà bạn lăn vào cái vùng dưới cánh tay thì khoảng tầm 5-10 phút là nó bắt đầu nó khô, nó tiếp xúc với da bạn, nó có một cái độ khô hơn, nó kiềm được mồ hôi tốt hơn là cái thứ hai. Và cái thứ ba là nó không tạo ra một cái kiểu vũng nước ở đây, nhìn trông thực sự rất phản cảm. Mùa hè cái việc mà các bạn đổ nước ở trước ngực hoặc là sau lưng nó chuyện bình thường, nhưng mà đổ nước ở đây trông nó rất khó nhìn. Đặc biệt là với ông nào mà làm môi trường văn phòng, kiểu chạy đi photo đi in một cái lên một cái mà có cả vùng ở đây xong rồi có tí mùi nữa thì thực sự quá kinh khủng. Với lựa chọn đâu đó khoảng tầm 200k là các bạn hoàn toàn có thể mua được cái lăn này, dùng đâu đó 2 đến 3 tháng rồi tẹt luôn. Thể thao tôi đảm bảo luôn là cũng không bao giờ bị. Tôi đi chơi thể thao mấy hôm tôi không dùng một cái là biết mặt nhau ngay. Cái điều đấy là không thể tránh khỏi. Con này thì không có mùi nữa, nên là các bạn dùng quen hàng ngày rồi các bạn vẫn có thể xịt đứng nước hoa nhá. Đấy là cái điểm cộng. Bạn có thể dùng phiên bản Original hoặc Fresh để có thể hạn chế về mùi nhất và kiềm mồ hôi tốt nhất. Bản Sport thì cá nhân tôi trải nghiệm nó không được tốt, nên không biết là các bạn đã dùng qua, các bạn có thể feedback ở phía dưới. Còn cái này là kiểu tôi dùng một chục năm nay rồi, rất là kiểu chân ái luôn. Mùa hè nắng nóng nhiều nước hoa như này mà chả bao giờ dùng cả. Còn cứ quệt cái này là chân ái rồi, tuyệt vời luôn. Thì thế thì mặc dù là làm review về nước hoa thật, nhưng mà cái gì nó vẫn phải thực tế. Lăn khử mùi, ngăn mùi mồ hôi trước khi thơm là một lựa chọn quan trọng hơn, là việc cần phải làm hơn. Trước khi thơm thì cũng đừng có hôi, thế là được. Lăn khử mùi Old Spice Original là lựa chọn dùng rất lâu rồi. Đấy, có ai dùng không? Feedback ở phía dưới nhá. Và vừa rồi thì đó là 5 lựa chọn mà tôi gợi ý đến các bạn. Lăn khử mùi có nước hoa Trung Quốc, nước hoa Thái Lan, nước hoa Pháp, những thương hiệu rẻ có, đắt có, tính ứng dụng thực tế và thực chiến thì rất là cao. Những bạn nào đã dùng qua những cái gì rồi, rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Lít nước hoa mùa hè phân khúc cao năm nay thì có vài lựa chọn. Ở đây chúng ta có Neo, tôi mới xin được chai này, còn đâu đó khoảng tầm 3-4 mil, nhưng mà chắc chắn sẽ làm Neo ở cái phân khúc tầm cao, chắc chắn là các bạn rất hóng đúng không? Neo chắc là tầm may ra một tháng nữa thì mới đến lít tầm cao. Bây giờ sẽ là lít của nữ trước đó. Đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn nhá. Nhớ like để ủng hộ tôi đấy. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.